kính chào quý vị khán giả. Ngân Giang rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và sau đây là những thông tin chi tiết, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Mới đây, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy các hệ thống không người lái UAV của quân đội Ukraine, Đại úy Raman Gladky đã bị cách chức chỉ sau 2 tháng được bổ nhiệm. Theo kênh truyền hình tư nhân 112 Ukraine, nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ukraine tiết lộ, lý do Đại úy Gladky bị cách chức là vì nghi ngờ người thân của ông có quan hệ với Nga. Trước đó, từ ngày 4 tháng 9 năm 2024, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sysky đã tạm đình chỉ chức vụ của ông Gladky trong thời gian cơ quan an ninh Ukraine SBU kiểm tra các mối quan hệ của thân nhân viên đại úy này với Nga. Trong khi đó, trang RBK Ukraine dẫn nguồn thạo tin cho biết, người thay thế ông Gladky là cựu tư lệnh lữ đoàn cơ giới độc lập số 28, đại tá Oleksiy Halabuda. Đáng chú ý, truyền thông Ukraine đưa tin, đại úy Gladky còn bị nghi ngờ phản bội tổ quốc. Theo đó, viên sĩ quan này từng vượt biên sang Nga trong thời gian diễn ra xung đột giữa Kiev và Moscow. Cơ quan an ninh Ukraine tuyên bố rằng họ không tiến hành kiểm tra ông Gladky trước khi bổ nhiệm ông vào vị trí tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy các hệ thống UAV vì không quy định trong luật. Gần đây, chuyên gia người Anh Alexander McCarris cho biết trên YouTube rằng hàng nghìn quân nhân Ukraine sẽ bị hạ gục do Bộ Chỉ huy lực lượng vũ trang Ukraine không ra lệnh cho họ rời khỏi thành phố Selidovo ở Donetsk trước nguy cơ bị bao vây. Chuyên gia McCarris tin rằng sẽ có một thảm họa nghiêm trọng. Tuy nhiên, một số binh sĩ có thể sẽ được cứu. Ukraine sẽ không đánh đổi các binh sĩ giỏi nhất của mình để bảo vệ một thành phố mà lẽ ra họ phải sơ tán. Theo ông McCarris, cuộc tấn công của quân đội Nga sẽ dẫn đến việc bao vây hoàn toàn thành phố, đồng thời mọi tuyến đường tiếp tế cho nhóm Ukraine sẽ bị cắt đứt. Tuần trước, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk, ông Denis Pushilin cho biết trên kênh truyền hình Russia 24 rằng có tất cả các điều kiện tiên quyết để bao vây thành phố Selidovo trong cuộc tiến công theo hướng Pokrovsky. Trước đó, cố vấn của người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk Igor Kimakovsky nói rằng quân đội Nga đã đưa Kurakovka và Selidovo vào thế gọng kìm. Cũng theo nhận định của ông Mekharis, lực lượng vũ trang Ukraine đang thiếu nhân sự trầm trọng và kế hoạch huy động của Kiev đã đổ vỡ. Ông nhận xét, kế hoạch huy động nhập ngũ mà Ukraine khởi xướng vào mùa xuân năm nay thực sự đã thất bại. Theo chuyên gia này, lực lượng vũ trang Ukraine không thể tuyển mộ một số lượng binh sĩ như mong đợi, còn các tân binh thiếu sự đào tạo và động lực phù hợp. Ông Mekharis lưu ý, các quân nhân tại ngũ cũng cảm thấy mất tinh thần do không được luân chuyển và có nguy cơ thiệt mạng nếu không được tiếp viện. Như tờ Pais đã viết, giới quân sự Ukraine thừa nhận rằng việc huy động nhập ngũ trong nước đang diễn ra tồi tệ, phải tóm người trên đường phố, còn những người lính ở tiền tuyến không muốn thấy cạnh mình là những người thiếu động lực và kinh nghiệm vì liên quan đến mạng sống của họ. Đạo luật về tăng cường huy động quân ở Ukraine có hiệu lực từ ngày 18 tháng 5 năm 2024. Người trong diện nghĩa vụ luôn phải mang theo thẻ căn cước quân sự, cần xuất trình theo yêu cầu của nhân viên phòng quân vụ và cảnh sát. Ai không tuân theo có thể bị tước quyền lái ô tô. Trong văn bản luật không nêu thời hạn phục vụ và xuất ngũ. Trong một cuộc họp báo mới đây, tại Estonia, Tổng thư ký NATO Mark Rutte khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ cũng như bất kỳ quốc gia nào khác trong liên minh có quyền hợp tác với các nước thuộc nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS. Ông Rutte cho biết thêm, mong muốn tham gia BRICS của Ankara không làm ảnh hưởng đến việc Thổ Nhĩ Kỳ vẫn và sẽ luôn là một thành viên quan trọng trong NATO. Ông lưu ý, tổ chức này cũng được đón nhận rộng rãi tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, ông Rutte cũng thừa nhận rằng việc Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn gia nhập BRICS có thể dẫn đến các cuộc thảo luận trong khuôn khổ quan hệ song phương hoặc trong NATO. Tổng thư ký NATO nêu rõ, Thổ Nhĩ Kỳ là một đồng minh quan trọng với NATO, sở hữu một trong những lực lượng quân sự được trang bị hiện đại nhất trong liên minh và có vai trò chiến lược trong một khu vực địa lý quan trọng của NATO, đồng thời đóng góp nhiều năng lực cho NATO nói chung. Theo ông Rutte, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước đồng minh NATO cần đảm bảo khai thác tối đa các lợi thế của nhau và NATO rất vui mừng khi có Thổ Nhĩ Kỳ là một thành viên trong liên minh. Hiện tại, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đang tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Nga theo lời mời từ nước chủ nhà. Trước khi lên đường, ngày 22 tháng 10, ông Erdogan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ thực sự mong muốn tăng cường hợp tác với BRICS. Trước đó, các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ đã xác nhận nước này chính thức nộp đơn xin gia nhập BRICS với tư cách thành viên đầy đủ, trở thành quốc gia đầu tiên trong NATO bày tỏ ý định tham gia nhóm này. Tuy nhiên, động thái của Thổ Nhĩ Kỳ đã gây ra mối lo ngại tại Liên minh châu Âu EU. Người phát ngôn của EU Peter Stano đã nhấn mạnh rằng Ankara, quốc gia được EU trao quy chế ứng cử viên vào năm 1999,
phải tôn trọng các giá trị và ưu tiên chính sách đối ngoại của EU, mặc dù có quyền lựa chọn các tổ chức quốc tế để tham gia. Trong khi đó, các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ đã nói với Middle East Eye rằng mặc dù Ankara không coi BRICS là giải pháp thay thế cho NATO hay EU, nhưng quá trình gia nhập Liên minh châu Âu bị đình trệ đã khuyến khích nước này khám phá các diễn đàn kinh tế khác. Ngày 23 tháng 10, trong buổi họp báo kỷ niệm 68 năm sự kiện Hungary năm 1956 tại công viên Mlinaris ở Budapest, Hungary, Thủ tướng Hungary Orbán, một đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã tuyên bố rằng Liên minh châu Âu-EU đang cố gắng thay đổi chính phủ của ông và lập nên một chế độ khác tại quốc gia Trung Âu này. Tuyên bố của Thủ tướng Orbán được đưa ra trước hàng nghìn người tại Budapest, đánh dấu sự leo thang căng thẳng giữa EU và quốc gia thành viên đang giữ chức chủ tịch luân phiên EU. Thủ tướng Orbán là người từ lâu đã bất đồng quan điểm với EU trong nhiều vấn đề, đặc biệt là các quan điểm đối với cuộc xung đột Ukraine hiện nay. Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Orbán nhấn mạnh với người ủng hộ rằng chính trị Hungary độc lập là điều không thể chấp nhận được đối với Brussels, ám chỉ EU. Ông Orbán cũng nhấn mạnh Brussels đang tìm cách thay đổi chính phủ hiện tại của mình. Tuy nhiên, ông không đưa ra bằng chứng để chứng minh cho tuyên bố của mình và EU hiện chưa phản hồi công khai những cáo buộc này. Trong nhiều năm qua, mối quan hệ giữa Hungary và Liên minh châu Âu-EU trở nên căng thẳng, đặc biệt là về cách Thủ tướng Hungary xử lý các thể chế dân chủ và lập trường của ông về cuộc chiến ở Ukraine. Hungary đã nhiều lần chặn hoặc trì hoãn các biện pháp của EU nhằm hỗ trợ Ukraine và áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga, khiến cho nhiều lãnh đạo trong khối chỉ trích ông Orbán không vì lợi ích của các đồng minh EU và NATO. Ngoài ra, Thủ tướng Orbán cũng đã bất đồng quan điểm với các nhà lãnh đạo EU khác khi tranh luận về lệnh ngừng bắn và các cuộc đàm phán hòa bình ở Ukraine, khiến nhiều người cho rằng ông đang ủng hộ lợi ích của Nga và quay lưng lại với các đối tác EU và NATO. Trong khi đó, EU đã giữ lại hàng tỷ đô la hỗ trợ tài chính cho Hungary vì cáo buộc vi phạm pháp luật. Thậm chí một số nhà lập pháp của khối này đã nhiều lần đề xuất tước quyền bỏ phiếu của Hungary vì các vấn đề liên quan tới dân chủ. Những lời lẽ ngày càng gay gắt của Thủ tướng Hungary chống lại EU được coi là một phần trong chiến lược của ông nhằm khơi dậy tinh thần dân tộc trong nước, đặc biệt là khi đảng Fidesz cầm quyền đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ phe đối lập mới nổi. Do vấn đề lạm phát, bê bối và áp lực từ phong trào đối lập do ông Peter Magia đứng đầu, chính phủ của ông Orbán đã phải chịu những thất bại. Với cuộc bầu cử quốc gia đang đến gần vào năm 2026, ông Orbán dường như muốn củng cố lại cơ sở của mình bằng cách tìm kiếm các sự ủng hộ đối với những mối đe dọa chung từ bên ngoài. Trong một bài đăng trên tài khoản WeChat chính thức vào ngày 23 tháng 10, Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc cho biết bảo vệ an ninh không gian đã trở thành một chiến lược quan trọng cho sự tồn tại và phát triển trong tương lai của nước này. Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc cho biết, trong những năm gần đây, một số nước phương Tây đã thành lập lực lượng tác chiến không gian, thực thi các năng lực hành động trong không gian và thậm chí coi Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh chính trong lĩnh vực không gian. Theo Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc, các cơ quan tình báo nước ngoài cũng đã tiến hành thăm dò từ xa đối với Trung Quốc thông qua các vệ tinh có độ chính xác cao với mục đích quan sát và đánh cắp bí mật của Trung Quốc từ không gian. Dù không nêu tên bất kỳ quốc gia cụ thể nào, nhưng Bộ An ninh Quốc gia cho biết một số quốc gia đã thực hiện các hoạt động xâm nhập và đánh cắp trong lĩnh vực hàng không vũ trụ của Trung Quốc. Các vệ tinh có độ chính xác cao đã trở thành trọng tâm trong cuộc chiến hiện đại, với hình ảnh theo thời gian thực và vô cùng chi tiết, mang lại đòn bẩy đáng kể trên chiến trường. Hồi tháng 5 năm nay, đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc cáo buộc Mỹ là động lực mạnh mẽ nhất đằng sau việc quân sự hóa không gian và biến nơi này thành một khu vực xung đột. Đồng thời, Mỹ cũng là mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh vũ trụ. Các nhà ngoại giao Trung Quốc cho hay Mỹ đang lan truyền những tuyên bố sai sự thật để biện minh cho việc mở rộng chương trình quân sự không gian của riêng mình. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh đã sẵn sàng ký một hiệp định kiểm soát vũ khí không gian. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc nhắc lại cáo buộc rằng Trung Quốc đang phát triển vũ khí chống vệ tinh. Tuy nhiên, Bắc Kinh bác bỏ cáo buộc này. Người đứng đầu Bộ Tư lệnh Không gian Mỹ, tướng Stephen Whiting, cảnh báo Trung Quốc đang tiến triển với tốc độ chóng mặt trong không gian và họ đang nhanh chóng phát triển một loạt vũ khí phản không gian để gây nguy hiểm cho năng lực không gian của chúng ta. Ông Whiting cũng cáo buộc Trung Quốc đã xây dựng một mạng lưới hủy diệt trên Thái Bình Dương để tìm kiếm, sửa chữa, theo dõi và nhắm mục tiêu vào các năng lực quân sự của Mỹ, cũng như đồng minh.
Ông cho rằng Bắc Kinh được cho là đã tăng gấp 3 số lượng vệ tinh tình báo, giám sát và trinh sát ở Thái Bình Dương trên quỹ đạo kể từ năm 2018.